sống chung nhau một đời. Đang chuẩn bị chương trình gì thế này? Đang anh đoán đoán. Đã anh đoán anh được với Sarah. Chuẩn luôn. Chắc chắn là phải có một thành phần rất quan trọng, đó là thành phần mai mối. Đó chính là siêu mẫu Hà Anh. Cái này là của Việt Nam. Anh nhìn quen lắm, cái này là hay có ở mấy cái phần mà chúc mừng năm mới. Em lấy của mấy cái trang trí ngày Tết đúng không? Dạ vâng, đúng rồi, chuẩn. Em bán sầu riêng chứ tình riêng em không bán. Úi dồi ôi. Các công việc nhà giết chết sự sáng tạo trong đầu tôi. Đây không gọi là chị đang bắt nạt chồng đúng không? Mẹ ơi, vợ con đánh nấu này ngon lắm, ngon lắm, ngon lắm. Không có gì giống nhau cả. Phụ nữ sinh ra đã... Từ từ, bình tĩnh. Có được hôm Mika chưa nói chuyện? Nhưng mà Salim nói ý cái này nốt. Mika muốn nói chuyện một chút xíu về nước pha. Bởi vì không hiểu Salim nói gì. Salim ơi. Cái tiếng máy hút sữa nó còn tra tấn kinh hơn là bị hút sữa. Nhà nó cứ Đúng là những cái lúc đó là một cái kỷ niệm khá là lớn với em. Nên là bây giờ đến khi em quay lại Hàn thì em cũng vẫn đi thăm cái công viên đó. Em thấy em rất là may mắn. Năm 2016, số lượng từ vựng em nói chuyện với bố em không đến 50 từ. Con xem gấp ra tùy tục lúc 20:30 thứ 6 hàng tuần trên VTV3.